Người đàn ông thật sự khát không thể chịu nổi nữa. Chỉ nhìn thấy anh ta lấy nước tiểu của chính mình, sau đó đổ vào một cái phễu, dùng tay lắc lư chiếc máy này, chất lỏng màu vàng cứ theo đường ống chảy thẳng vào vật chứa bên dưới. Sau đó, đã tạo ra một thứ rất giống như nước, đúng hơn là chất lỏng trong suốt. Anh ta ngay lập tức đưa nó lên miệng và nếm thử. Nhìn vào biểu hiện của anh ấy sau khi uống, mùi vị có lẽ cũng không tệ nhỉ. Nhưng tại sao anh ta lại uống nước tiểu của chính mình? Thì ra đây là viễn cảnh thế giới trong tương lai. Sự tàn phá của con người khiến các sông băng ở hai cực trái đất tan chảy ồ ạt. Tất cả mọi thứ đều chìm trong đại dương. Trên trái đất này cũng không còn đất liền nữa. Những người may mắn sống sót thì định cư và sinh sống trên hòn đảo nổi. Người ta sử dụng các vật dụng có thể nổi rồi hợp thành một bộ lạc sống trong vòng tròn đó, có thể gọi nó là một hòn đảo nổi. Và người đàn ông vừa uống nước tiểu kia là Kevin. Kevin là một kẻ phong lưu, anh chuyên tìm kiếm những vật thể quý hiếm dưới lòng đại dương, rồi dùng nó để trao đổi các vật phẩm sinh hoạt với người khác. Ngày hôm nay anh ấy đã tìm thấy trong thế giới nước, kho báu quý giá nhất là đất. Người đàn ông đã nặn thành một nắm đất nhỏ. Tuyệt đấy, độ tinh khiết của đất khá cao, vừa đủ 6,4 Katis. Mọi người đều rất ngưỡng mộ anh ấy, vì lượng đất này có thể đổi được rất nhiều nước ngọt. Sau khi giao dịch kết thúc, Kevin lấy đồ đã đổi được và chuẩn bị rời khỏi đây, nhưng tộc trưởng đã chặn anh ta lại. Hóa ra ông tộc trưởng nhìn thấy người đàn ông này cao to, lại còn có thể đào lên được đất, nên ngỏ ý muốn xin giống của anh ta cho đứa con gái mình để cải thiện gen của bộ lạc. Kevin nhìn sang cô gái, thẳng thừng từ chối. Tộc trưởng rất giận dữ, liền buộc tội Kevin chính là gián điệp của bọn cướp biển, rồi bắt trói anh ta lại. Trong chốc lát, một người đàn ông đã phát hiện ra, sau tai Kevin mọc ra mang cá. Hóa ra cuộc sống lênh bênh ngàn năm trên nước của anh có thể khiến con người tiến hóa. Kevin là dị nhân đầu tiên, anh ta không chỉ có mang trong tay mà còn có màng giữa các ngón chân. Ngày hôm sau tộc trưởng nhốt anh vào lồng sắt, thì ra là ném anh ta xuống hố phân chết đuối để xác anh ta có thể trở thành phân bón. Cái lồng sắt lúc này đang rơi xuống từng chút một, anh đã sớm bị chôn vùi dưới đó rồi. Lúc này đột nhiên trên biển xuất hiện một loạt thuyền chạy bằng động cơ, cướp biển đến rồi. Mặt khác, Kevin trong hố phân đã sắp nghẹt thở. Một người phụ nữ tên Annie chạy đến, nắm lấy Kevin và nói, chỉ cần anh đưa chúng tôi ra khỏi đây, tôi sẽ cứu anh. Kevin đồng ý điều kiện đó. Người phụ nữ mở cửa sắt, cứu anh ấy lên. Kevin bảo cô gái mau mở cửa lớn ra, trước khi bọn cướp biển đột nhập, nhanh chóng tìm thấy con tàu của mình, khởi động tàu chạy đến nơi an toàn. Annie nghĩ rằng Kevin đã nhìn thấy đất liền, liền hét lớn bảo anh ta đưa mình đến đó. Kevin đồng ý, nhưng điều kiện là cô gái kia phải bị ném khỏi thuyền, vì thân tàu bị hư rồi. Trên tàu lại chứa hơn 2 người, khiến tàu chuyển động rất chậm, lại không có đủ nước ngọt cho 3 người uống. Annie quả nhiên không đồng ý, ngay cả khi cô con gái chỉ là do cô ta nhặt về. Sau đó cô ấy cởi quần áo của mình, muốn ngủ với Kevin, trong lúc đó cũng đã đưa cô gái kia ra chỗ khác. Nhưng Kevin không một chút hứng thú, thậm chí không thèm nhìn vào cô, cứ thế bỏ đi. Mặt khác, bộ lạc của cô ta cũng đã bị cướp biển chiếm đóng. Chùm cướp biển đang tìm kiếm một bé gái có họa tiết hình xăm trên người. Người ta đồn rằng hình xăm phía sau lưng bé gái là một tấm bản đồ đến thế giới mới. Nhưng tại thời điểm này, Kevin vẫn chưa biết hình xăm sau lưng cô gái nhỏ chính xác là bản đồ mà bọn cướp biển đang tìm kiếm. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay được phái bởi tên trùm hải tặc. Annie tự ý sử dụng súng săn cá của Kevin, nhắm thẳng vào máy bay và bắn. Máy bay bị mắc lấy sợi dây và bắt đầu bay vòng quanh, rất nhanh đã rơi xuống biển. Nhưng thuyền của Kevin cũng bị hư hại rất nhiều vì điều này. Cần phải hiểu rằng, trong thế giới nước vô tận này, con thuyền chính là sinh mệnh của anh. Kevin giận dữ cầm dao cắt tóc của họ. Vài ngày sau, họ lại đến một trạm trao đổi. Những người bên trong giống như những con rối, vô cùng kỳ lạ. Kevin ngửi thấy trong nước biển gần đó có mùi bốc lên rất thối. Những người ở trạm này thì ra đã bị giết từ lâu, tất cả đều bị treo lơ lửng bởi những sợi dây. Điều nguy hiểm là ở dưới nước gần khu vực đó, cướp biển đã phục kích sẵn. Kevin cuối cùng đã hiểu, những tên cướp biển phục kích xuất hiện ở đây là tìm cô gái nhỏ. Annie chỉ có thể nói thật với anh ấy, hình xăm đó rất có khả năng là tấm bản đồ chỉ đến thế giới mới. Kevin nói, thật sự là tôi chưa bao giờ đến đất liền. Annie hỏi anh ấy, vậy đất mà anh có là từ đâu? Sau đó chỉ thấy Kevin lấy ra một quả bóng giữ khí tự chế, để Annie vào trong. Sau đó Kevin đẩy quả bóng giữ khí, từ từ lặn xuống đáy biển. Rất nhanh, vô số tòa nhà cao tầng hiện ra trước mặt. Thành phố lớn một thời từng rất phát triển, nhưng bây giờ đã rách nát cũ kỹ, lặn sâu xuống đáy. Kevin nhặt lên một nắm đất, thì ra đây là lục địa đã bị thất lạc hàng trăm năm. Sau khi nổi lên mặt nước, Annie cũng tin rằng đất liền không còn nữa. Lúc này tên cướp biển đã lên tàu Kevin, hai người không thể làm gì khác. Trùm hải tặc rất nóng lòng muốn xem tấm bản đồ sau lưng cô bé nhỏ. Kevin tranh thủ lúc bọn cướp biển không để ý, kéo Annie nhảy xuống biển. Những viên đạn đang được bắn ra sau lưng họ. May mắn thay, sau tai Kevin là chiếc mang cá đang dần tiến hóa. Sau khi họ lên lại mặt nước, nhìn thấy một mớ hỗn độn, Kevin quay lại con thuyền, đã phát hiện tấm bản đồ lục địa mà cô bé đã vẽ trước đó và cuốn sách nhặt được từ đáy biển rất giống nhau. Cô bé này tuổi còn rất nhỏ, làm sao có thể biết lục địa cách đây hàng trăm năm như thế nào chứ? Trừ khi cô ấy thực sự đã từng nhìn thấy nó. Lúc Annie cứu cô bé về, quả thực đã phát hiện một chút đất cát,
nhưng bây giờ ngay cả khi đó đúng là đất liền, họ cũng không thể làm bất cứ điều gì, vì con tàu đã bị phá hủy rồi. Họ nghĩ rằng họ chỉ còn chờ chết thôi. Trên không trung bỗng phát ra tiếng nói, đó là bố của Annie dùng khinh khí cầu để đến được đây. Hóa ra là ngày hải tặc lục soát bộ tộc, người cha không tìm thấy hai mẹ con cô gái, nên đã sớm rời đi rồi. Ngày tiếp theo, Kevin một mình xuất hiện trên tàu cướp biển. Tên trùm cướp biển giơ súng lên. Kevin cầm ra một quả bom đang cháy, thả vào hầm chứa dầu của con tàu. Một vụ nổ diễn ra, tàu cướp biển trở nên hỗn loạn. Kevin đã tìm thấy cô bé. Annie cũng đang ngồi khinh khí cầu bay trên không. Bọn họ cuối cùng cũng thoát được rồi. Cha của Annie lúc này phát hiện ra cách sử dụng mặt trời như một sự chỉ dẫn để điều chỉnh xác định hướng bắc nam. Sau đó dựa theo bản đồ thì đất liền sẽ ở phía sau họ. Không biết đã bay trong bao lâu rồi, có một con chim bay đến đậu trên khinh khí cầu. Điều này có nghĩa là có chim thì sẽ có đất liền. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy một vùng đất rộng lớn. Sau khi đến, họ phát hiện ở đây toàn bộ đều là nước ngọt, có cây, có cỏ và cả ngựa. Họ cũng tìm thấy một ngôi nhà bằng gỗ do con người xây. Vào trong thì phát hiện có hai bộ xương người ở bên trong. Ở trên bàn còn có bức ảnh giống hệt hình xăm vẽ sau lưng cô gái nhỏ. Thì ra họ là cha mẹ của cô bé. Trước khi cha mẹ mất, đã vẽ lên sau lưng cô bé vị trí đất liền. Sau đó đặt đứa con gái nhỏ vào chiếc nôi, thả trôi theo dòng biển, hy vọng rằng sẽ có ai đó nhặt được cô bé, rồi cùng cô bé trở về sống ở đây. Nhưng Kevin không lựa chọn sống trên đất liền, vì bản thân anh đã tiến hóa. Bây giờ anh ấy thích hợp với đại dương hơn. Bộ phim này lúc đó phí đầu tư lên đến 175 triệu đô la Mỹ. Đó là bộ phim tốn nhiều tiền nhất trong thời đại đó. Nhưng doanh thu phòng vé toàn cầu chỉ đạt 264 triệu USD. Rõ ràng là sự sáng tạo của đạo diễn không nhận được sự ủng hộ nhiều của quần chúng, lại còn bị khán giả không hài lòng. Đến ngày hôm nay thì lại là một bộ phim hay. Được rồi, phim lần này đến đây thôi. Tôi là Coco. Nếu thích bạn hãy like và share. Cảm ơn bạn.